Ồ, đây là đôi chim mà mình bón từ lúc nhỏ đến lúc nó lớn biết ăn rồi, và mai mình sẽ chuyển cho một anh là ở bến xe Điện Biên. Đuôi là đuôi 6 5 năm. Đây là nó giống chim thổ xịn. Đó, hai con này là rất là to. Đó. Bạn nhìn thấy rất là thuần đúng không? Và bác yên tâm đi. Đấy, em thao chim cu gáy em sẽ chuyển cho bác. Chim rất là hay. Đấy. Ngoài ra thì em cũng đang bón những cái đôi như thế này. Và nó cũng đã bắt đầu biết ăn rồi. Đấy. Những đôi như này nó rất là thuần. Đó. Thấy nó rất là hiên ngang. Đây là một con hồng, đây là một con hồng. Con này với con này là một đôi. Đấy. Ví dụ như thế thì bác thấy là nó cũng rất là đẹp. Chim của em bác nhìn đây. Rất là đẹp. Đó. Đây là những chú chim hồng. Chú chim hồng. Chú chim hồng em, bác có yêu cầu là trước khi sáng mai chuyển chim là quay cho bác thì em quay cho bác. Bác em nhớ không nhầm là bến xe Điện Biên, biển số 655 hay là 5 à 556 đấy. Em chỉ nhớ là như thế thôi. Đấy, chỗ này là hai đôi. Đấy, em để vào đây cho nó tập uống tập ăn. Nhưng mà như con màu hờ nâu này thì hồng này thì ăn tốt rồi, con này này là cũng ăn, gọi là cứ để thế này nó ăn không phải bón nữa. Đấy, loại này thì nó ok rồi, quá ok, bởi vì bác là người lịch sự, bác chuyển chuyển khoản tiền triệu cho em trước khi từ trước Tết, mà hôm nay em mới dỗi dỗi em mới bố trí em mới chuyển cho bác được. Đấy. Bác nên nhớ là em thao em lúc nào cũng phục vụ các bác thôi. Đó, đây là những chú chim mà mai chuyển cho bác. Bác nhìn cho nó kỹ nhé. Em rất nhiều chim, các bác yên tâm đi, đôi nào vào đôi đấy hết. Đấy. Ví dụ như đây mấy em này thì ở đây là 6 cái đôi vú nuôi là chim Pháp trắng tinh, còn đây là 4 em này thì là các bác nhìn đây em, con này là cắt đuôi, mấy con cắt đuôi này là một đôi, hai con ở giữa là một đôi, hai con hai đầu hai là một đôi. Đấy, em phải đánh dấu thế chứ các bác, không làm sao có đủ trông mái cho các bác được. Đấy. Đấy, em để ở đây để cho nó. Loại này nó tự ăn được rồi, nhưng mà chẳng qua mình bón nó nhiều nó quen, nó cứ nhao nhao đi thôi. Đấy, nó cứ rúc rúc thế thôi, nó tự ăn được hết rồi, em không phải bón loại này nữa đâu. Đó. Còn những chú chim khách thì các bác thấy đấy, đây là những chú chim khách nuôi non lên của em này. Đấy, nó to như này, ngày mai sau này các bác, chim của các bác nó cũng phải to bằng này. Đấy. Đó. Em để nó tự nhiên. Đấy. Hoặc là nó sẽ to bằng con này cũng thế thôi. Đó, các bác nhìn cho nó rõ đấy. Chim rất là to, đẹp. Đấy, chỗ này hơi tối tí nhưng mà em quay như thế để các bác biết là em sẽ quay được, sẽ chơi với các bác về con chim cu gáy. Chơi cho các bác vui. Đó. Còn những chú chim mà sinh sản của em thì bón thì loại nhỏ hơn nữa thì em lại phải úm nó vào trong này. Đấy. Các bác đấy, bón úm nữa em lại phải úm vào trong này. Đấy, những đôi như này là em phải úm. Hai con nhỉ này thì là một một nửa, hai con này là một đôi. Đấy thì mai
con này mấy ngày nữa nó cứng cứng một tí thì em lại cho ra ngoài, nó cứ kế cận thế thôi. Đấy, bây giờ có một vài đôi đang đỏ hỏn chẳng hạn. Đấy. Đấy, đấy. Đây là những đôi chim mà em bắt ra từ mẹ nó để em bón từ tầm này. Các bác biết là bón từ tầm này đến lúc nó đuôi dài cho nó rất là kỳ công. Đấy. Ok, quý vị các bạn mua chim gáy giống chuẩn giọng thổ một trống một mái như thế, 0163 530582.